Bảo hoa chất đóng phong quang trên bảo hồ hà. Mặt gì các quần ý sụt ra quy hàng đầu. Dăm lên mặt mặt được vơi đầy đi. Quan hoàng tiệc vui, bay thỉnh quan hoàng đèn em khấn đảo, sớm hôm phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Vàng bạc kim ngân dâng lên, vàng bạc dâng lên đi hoàng về đầu đôi, che che biến rõ ràng kê cho giá trị quỳnh an. Thank you.
thích kinh tay tiền đi chuốc chuốc ở chén nhị tuần á dâng lên kính vua dâng dâng lên tạ mẫu các cụ huyền mời là mời giết quân hoàng bảy sơn. Tinh tinh đầy tiên trước là chén trà mời thì vì hương bình vị là ngọt bùi kỳ chân chân à chờ chờ á chất chất ngọt bùi kỳ chất chất. Tuyết huyền phong hoa hoàng lấy thơ làm bàn cầm kỳ thi tử thu phu vây khi tình khi say hoàng đố ai mà biết được hương thơm khói tỏa ngút rời mây cỏ cây hoa lá ý ngân tần ngân buồn mình ngân tần ngân đào năm ba ngoài ý mười phân phân sao cổ kém xa sang sao lưu pha xa còn kém xa tuổi phân phân xa còn kém xa quân hoàng bình tuổi phân phân mở sổ tàu nam tàu nam tàu thế đồng thầy họ nguyễn đi ngày ngày vun trồng cây đi để cho muôn đời được xanh tươi sang mưa sang mưa phát tươi được xanh tươi muôn ô tươi được xanh tươi muôn đời. Ý ngàn ba ngàn một ngày được làm để ý
là duyên biết ơn nhiều nợ nhiều. Sáng mùa sáng lưu phàng duyên đó là duyên đã nhiều. Duyên là duyên mới nợ nhiều. Cũng chẳng ai hẹn ní giờ bao giờ, vì đường ông đi chậm chậm linh tình cờ gặp mã duyên ní sang mùa sang lưu và duyên âm cây lớp duyên âm tình cờ. Gặp họ duyên mấy tình cờ. Duyên pha phút gặp ý tiên là bạn kia, tiên là gặp tiên là thầy bóng bóng quan hoàng bầy ý cũng là tiên là tiên tiên ở cờ bình sáng sáng lưu hoàng tiên là tiên duyên tình cờ. Tiên hà hoa tiên duyên mấy tình cờ. Tàu qua ông bày tàu qua Nam Tàu cùng quan đi bắc bắc tàu số trần trần san là ô chép biên đi đông thầy họ nguyện hiếu thuận đi thảo hiền hà tu nhân thịnh thịnh đức đức ông bày chép biên cho họ họ chưa. Những kẻ ngang ta đàn bảo ngược chuyện hai người không ngờ trước thời sau lối nhầm nhà ông xa chi đâu sợ nguyên như ý chỗ sợ cầu được cầu thân. Cầm mà cân mực cứ mang chữ thô chữ phúc cũng mà cần đừng ai quen cho con vẹt là muốn phần mà chữ đức mà đã kém ông bày cầm mà cân sao được bạn nghe ông bày ra chân nước tiên tẩy hết bụi chân thanh cao rồi lại cho người phật ghi ông thanh thanh cao trường đương thường treo cao giá ngọc trường công dung tư đức đức xin ghi để con đặt gối tùy xin nó quá hoa bảy ngày độ trì ngày chúc chúc tâm ông bảy nhủ rằng con người ta sống ở trên đời tiền vàng bạc chảy để xui làm chi cuối cùng mà cũng chẳng đem đi mà đem đi thì cũng chẳng làm gì cho ai.
bác bạn hùng binh nhớ lệnh ông truyền à, bác bạn hùng binh nhớ 12 con cô tô lúa đồ bảy hoàng của đất lão nhà thành ra